Anh Phương xin mời các bác hãy cùng lắng nghe màn trình diễn của cặp loa mà được anh em chơi nhiều nhất và chất lượng nhất. Với cái âm sắc cực kỳ mềm mại của giải bát, êm ái, gọn gàng và rất là chắc, giải bát để cho bác chơi. Đồng thời kết hợp với cái đồn đẩy tơi tách của tiếng chém, rất mịn màng và sắc nét. Cùng cặp loa JBL 7-15, cho nên là chính thức là em nó đã chinh phục được rất nhiều các khách hàng trên cặp loa này. Với cặp loa này thì chỉ có là chưa đủ tiền để đầu tư chơi nó thôi, chứ còn nếu mà đã có đầm tiền này thì chả có cặp nào có thể mà sánh được với cặp loa 70 năm chúng ta đang nghe đây. Và quá đẹp luôn. Mời các bác hãy cùng dành 1-2-3 phút để chúng ta cùng lắng nghe cũng như là cùng xem cái nội thất cực kỳ đẹp và chất lượng của cặp loa 70 năm ngày hôm nay. Xin mời các bác. Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin hân hạnh gửi lời chào tới tất cả các bác. Rất là vui mừng chào đón các bác quay trở lại với kênh YouTube của Hạnh Phương ngày hôm nay để chúng ta cùng chiêm ngưỡng một đôi loa JBL. Dòng loa mà được nhiều anh em chơi đánh giá rất cao vì cái những cái được của nó. Như anh Phương vẫn từng nói và từng phân tích là cặp loa JBL 7-15 chúng ta đang chiêm ngưỡng đây, nó được từ cái hình thức bên ngoài. Cái hình thức bên ngoài của con này thì cực kỳ đẹp. Nó vừa vặn với không gian phòng hát gia đình. Dù là phòng của các bác từ 20m² hay cho đến những phòng 6-70m² thì con này kê kích vào nhà nó vẫn rất là xuất sắc. Nó không quá lớn đâu các bạn, nhưng mà nó lại không quá nhỏ, nó vừa vặn. Và đây là dòng thiết kế chuyên sâu cho gia đình, JBL 75F, hàng F các bác nhé, hàng F, cho nên là cái chất lượng của nó sẽ cao hơn và đẹp hơn những cái hàng thường. Các bác nhìn cái hình thức của nó này, hai cạnh nó được vuốt chéo một chút, trông nó mềm mại hơn. Thùng của nó là thùng vỏ gỗ được sơn sần rất sắc nét và rất là đẹp. Loa các bác nhìn này, tất cả mọi thứ nó chuông chắn và rất là đẹp. Vì nội thất của loa thì nó tóm lại là gần như là không có điểm trừ. Hệ thống phân tần của nó thì zin nguyên bản 100%. Đấy, bông tiêu âm còn chưa cả sổ một tí nào luôn các bác. Đấy, hệ thống bông tiêu âm này. Nó còn quá đẹp. Với cấu hình của nó là một bát 540 neo côn 76. Đấy. Mã của bát đó là 2265 HPL. Hàng thì bao zin bao đẹp như mới. Các bác nhìn cái màng loa nó đều đẹp như này các bạn. Đấy, màng loa đều đẹp như này. Xuất sắc luôn. Củ tem này đã được dán tem bao zin 100% các bác nhé. Anh Phương đã kiểm tra và dán tem bảo hành zin chuẩn. Đấy. JBL 7-15 F. Về dòng bát neo thì cái âm sắc của nó sẽ mềm mại và êm ái. Và đặc biệt là cái chép của con này là chép cũng côn 76, côn lớn, cho nên là cái tiếng chép nó mạnh. Cái thứ hai là nó rất là bền bỉ. Dòng này thì chép nó ít khi bị cháy. Đấy. Cho nên là chạy con này là rất ổn định và bền bỉ. Và một cái cặp loa nó đẹp như thế này, nếu mà bây giờ giá thành đầu tư mua những sản phẩm này thì bây giờ nó rơi vào tầm khoảng độ 46 triệu một cặp loa đẹp này.
Còn nếu như các bác mà muốn mua đôi loa nó gọi là ở cái tầm đầu tư thấp hơn thì hiện tại nhà em đang còn tới tất cả 3 cặp. Cặp này là cặp đẹp nhất. Còn 2 cặp nữa thì mức đầu tư của những cái cặp có thể có những cặp như thế này, nhà em đang bán cho các bác với giá tầm khoảng độ 43-44 triệu. 43-44 triệu một đôi, cũng là 75 xịn. Tất cả zin chuẩn nhá. Nó chỉ có gọi là đẹp hơn một chút, hay là cái ngoại thất nó đẹp hơn một chút thì nó cao hơn, bọn em nhập đắt hơn. Hoặc là ví dụ như các bác chơi cái đôi này cũng là 715F này, nó cũng rơi vào tầm khoảng 46 triệu. Nhà em đang có 2 cặp 715F. Còn nếu bác nào chơi cặp xấu hơn, em nói là xấu hơn nhé. Đấy, xấu hơn thôi chứ không phải là xấu. So sánh mà vẫn phải có cái hơn cái kém. Thì cặp như này bọn em đang bán rơi vào tầm khoảng 43-44 triệu một đôi này. Bác nào đầu tư thì alo cho em. Đấy, bao zin không zin tặng loa luôn, bởi vì những dòng này nó là dòng gọi là dành cho những người chơi ở tầm cao rồi. Có khi là cái đôi 43-44 triệu để bán chậm hơn cái đôi 46 triệu này. Còn những đôi này thì chắc chắn rằng lên thành phố, khu vực Hà Nội hoặc là khu vực anh em bán hàng thành phố thì nó phải rơi vào tầm 50 triệu. Bởi vì là thực ra là anh em trên đó có cái gọi là cái tài bán hàng đắt, bán rẻ không ai mua, nhưng bán đắt thì dần nhiều người mua, bởi vì nhiều bác cầu kỳ nè. Chỉ sợ mấy ông ở dưới quê này bán hàng này toàn hàng không đẹp, nhưng thực ra thì cái nguồn hàng nhập như nhau. Thậm chí cái kho hàng của em như thế này, em nhập rất là kỹ, cho nên là bác mà mua hàng mà mua của anh Phương thì chuẩn 100% luôn. Số máy của em là 0971998555. Xin cảm ơn các bác rất nhiều ạ.